thì bất ngờ có một khán giả tặng một bức ảnh rất là lớn cả nhà ơi, nhân ngày trăm của cầu năm. Còn tấm đó kìa, ảnh quá lớn rồi, hai bức ảnh luôn cả nhà ơi, hai bức ảnh rất là lớn. Nè, ở phía ngoài tắm đó nè. Thì hiện tại thì khán giả đến viếng mộ của năm rất là đông luôn cả nhà ơi. Rất là đông luôn. Phía bên trong cả nhà ơi, quá đông. Phía bên kia nữa kìa. Vô cổng. Quá dữ cả nhà ơi. Quá dữ. Quản là xã hội. Tại giá là đâu thấy rồi. Từ từ cho té đi. Ở bây giờ là quản là xã hội nè. Cái này đảm bảo hậu quả. Cái tấm này là giống như cái tấm hậu hả? Hoàng thiệt luôn á. Vậy vậy là hoàng 24k nè mọi người. Vàng luôn quý vị ơi. Rồi các bạn mình lùi xa xa mình có thể là tiết lộ rồi các bạn thấy. Quá tuyệt vời luôn. Kêu chạy xe di chuyển ra cho bố vậy kìa. Quá đẹp luôn quý vị, tuyệt vời luôn, tấm hình khổng lồ luôn quý vị. Cao chắc phải 2m, 2m mấy vậy đó. Hai dòng chữ kìa. Từ bữa giờ 3 tháng nay mới thấy tấm hình này đẹp. Khán giả yêu thương Vũ Linh xin hãy yêu thương Cải Lương như chính tình yêu thương của khán giả dành cho Vũ Linh. Để lại cho đời, để lại cho tâm đức tài lễ trí tính chân thiện mỹ dung hòa. Anh đọc bản đi. Hiện tại khán giả rất là đông luôn cái nhà, nè quá đông rồi. Ồ, quá đông luôn cái nhà ơi, thất khẩu rồi, qua viên này thất khẩu rồi. Mình cha mẹ để lại.
mà đứa này là cháu của mình, mà nó đã thoát ra những cái gì, nó nói sao mình cũng mua trong nhà cho bà ở, mình đây đồng ý rồi, đúng không? Đâu có ai mà đánh nó ép nó đâu, nhưng mà cái lời nói của nó là xuất phát từ cái tình giống Vũ Linh và ba nó, đưa ra, bà chấp nhận đi, để cho đi, không được gì thi, con cá nó có mình như vậy. Nếu mà khi nó có tiền, những cái mình vậy nó còn cho hơn nữa. Bây giờ nó mang cái lợi cho chút đỉnh làm vốn làm ăn, mà khi mình ra mình làm ăn mình thua lỗ đi, không lẽ nó bỏ mình nửa đường à? Nó cũng giúp, nó giúp tiếp chứ không có cái gì bỏ đâu. Bà sao bà suy nghĩ lại, đó là cháu gọi mình bằng cô là gì? Con là máu, cháu là mụ, mình phải có tình thương con cháu. Nói vậy thôi. Vâng, cảm ơn cô nhiều ạ, chúc cô luôn mạnh khỏe. Quá đông cái này. Như là hai tấm hình trong đây là như là chào khán giả tới đó. Hai tấm hình đặt đây. Như là đang chào khán giả. Không có nó nữa là không có thấy cái mặt của nó đâu. Coi cái một mặt hình. Ba con của bác đây là cái cô chú mà phải là Phan. Ba ngày hôm nay của năm đó dễ thương quá. Đi coi chú ngồi về đây. Đâu lên thì có. Đi sẽ tới vô. Bên Phú Thí. Tối hôm qua đó đi coi trên mạng cái này là trăm ngày. Trăm ngày cái đi. Có hôm nay chú chết không có đi chơi nữa. Chú chờ thì đi bữa nay. Trong chờ đi bữa nay. Ở trong chưa. Khán giả lắm luôn. Chắc có thể mình sẽ xuống live một chút nha mọi người, cái điện thoại live cho hai người. Thì qua bên đây mình sẽ coi ở đâu. Giờ giống anh em ơi. Bây giờ vô đây đây. Ở bên đây là cái gì cả nhà, thì là khán giả thêm những gì đẹp nhất và ý nghĩa nhất của Vũ Linh, thinh hãy lưu giữ, bảo tồn, phát huy và truyền lại cho thế hệ mai sau những gì đẹp nhất và thì phía bên trong đông lắm cả nhà ơi, tiến sát cho cả nhà xem là trong đông lắm, quá đông mà. Thì em cũng xin kết thúc video luôn cả nhà ơi. Có gì em sẽ cập nhật ở video mới cho cả nhà được xem. Quá đông à. Cả nhà xem nhớ cho cảnh một like và một đăng ký kênh cả nhà ơi.